Xin chào các bạn. Nhìn tựa đề thì chắc bạn cũng biết video này sẽ nói về bộ phim nào rồi đúng không? The Call hay Cuộc Gọi là một tác phẩm kinh dị, hắc não mà chắc chắn bạn sẽ không muốn bỏ qua. Bộ phim được đạo diễn và viết bởi Chung Hyun Lee. Theo những thông tin trên IMDb thì The Call là tác phẩm điện ảnh thứ hai của vị đạo diễn này sau bộ phim ngắn Bargain ra mắt vào năm 2015. Đây cũng là lần thứ hai mà mình xem một bộ phim có sự góp mặt của Park Shin-hye sau tác phẩm Alive. Sau khi xem xong phim thì mình tin rằng kể từ giờ danh sách các bộ phim hài não sẽ chính thức có thêm một cái tên khác, đó là The Call. Và giờ hãy cùng mình tìm hiểu lý do tại sao. The Call mở đầu câu chuyện với nhân vật Seo-yeon do Park Shin-hye thủ vai. Trong một lần tình cờ, Seo-yeon nhận được một cuộc gọi bí ẩn từ Yeon-suk do Jeong Seo-jun thủ vai với những thông điệp không rõ ràng. Sau vài lần như thế, Seo-yeon phát hiện cuộc gọi điện này đến từ một thời điểm trong quá khứ. Kể từ đó, Seo-yeon và Yeon-suk nhanh chóng trở thành một đôi bạn thân xuyên thời gian, chia sẻ cho nhau những câu chuyện cá nhân. Đồng thời, Seo-yeon cũng phát hiện ngôi nhà mình đang ở thật ra năm xưa chính là nhà cũ của Yeon-suk. Nhận thấy những khả năng trong việc giao tiếp giữa quá khứ và hiện tại, Yeon-suk quyết định cứu cha của Seo-yeon trong một vụ tai nạn hỏa hoạn tại nhà. Đổi lại, Seo-yeon cũng giúp đỡ Yeon-suk thoát khỏi người mẹ kế ác độc của cô. Nhưng Seo-yeon không ngờ rằng những hành động của mình đã vô tình giải thoát cho một con quỷ, một tên sát nhân máu lạnh, và những gì xảy ra tiếp theo mình sẽ để cho bạn tự tưởng thức. The Call có một phần kịch bản được viết rất chắc tay, lôi cuốn. Tuy chỉ là tác phẩm thứ hai, nhưng đạo diễn đã thể hiện mình là một người rất thông minh trong việc xây dựng cốt truyện. Tình tiết của phim tăng dần nhịp điệu, gấp gáp khi gần cuối phim. Nửa đầu của The Call, đạo diễn tập trung vào việc xây dựng bối cảnh, tạo ra những nút thắt nhỏ cho một nút thắt lớn hơn. Tất cả chi tiết xuất hiện trong phim đều hoàn toàn được chắt lọc, đóng góp vào cốt truyện và không bỏ sót bất cứ điều gì. Các nút thắt được đạo diễn đặt ra và giải quyết rất tinh tế. Bạn hoàn toàn không thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, dẫu bạn biết rằng về tổng thể câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào. Nửa sau chính là lúc mà The Call tỏa sáng, đạo diễn bắt đầu liên kết là những chi tiết vụn vặt đặt ra ở đầu phim và một bức tranh hoàn thiện được hiện ra trước mắt người xem. Phải nói là đạo diễn rất khéo léo trong việc dẫn dắt câu chuyện, từng lời thoại, từng đoạn chuyển cảnh, khiến người xem tự vẽ ra cốt truyện mà họ không biết rằng là mình đang bị đánh lừa. Việc lựa chọn câu chuyện mang yếu tố du hành thời gian cũng là một điểm đáng chú ý, nhưng đồng thời là một thử thách với bất kỳ biên kịch nào. Trái ngược với tác phẩm hắc não mới ra mắt gần đây là Tenet, The Call dễ hiểu hơn rất nhiều và đối với nhiều bạn thì có thể là chưa đủ đô. The Call có cách sắp xếp bố cục rất rõ ràng, khiến mình liên tưởng đến tác phẩm Parasite. Điểm chung giữa hai tác phẩm này là đều có đoạn đầu miêu tả sự hạnh phúc ảo mộng, đoạn giữa là sự sụp đổ và đoạn kết là một plot twist để đời. Điều thú vị khi mà xem hai tác phẩm này là nó luôn đặt mình trong trạng thái thích thú với những gì xảy ra ở giai đoạn đầu. Đó là cách mà thời gian hoạt động trong The Call hay âm mưu của gia đình Kiyu trong Parasite. Sau đó thì mình luôn đặt câu hỏi và chờ đợi liệu đạo diễn sẽ kết thúc sự hạnh phúc mộng tưởng này như thế nào trong phần còn lại của phim. Khi so sánh giữa hai đoạn kết của Parasite và The Call thì mình thích cách mà đạo diễn kết thúc trong phim The Call hơn. Mặc dù The Call không thể nào so bì với một tác phẩm đạt giải Oscar là Parasite về mặt ý nghĩa, nhưng cái kết của bộ phim Ký sinh trùng lại có phần khinh thường người xem khi đạo diễn khẳng định luôn những suy nghĩ của người con trai khúc cuối phim chỉ là giấc mơ. Ở The Call hay hơn vì nó tạo một cái kết nửa vời khiến người xem buộc phải suy nghĩ và chưa có một câu trả lời rõ ràng cho số phận của nhân vật. Tuy cái kết của The Call chắc chắn không thỏa mãn nhiều người về mặt logic, nhưng đối với mình thì mình cũng chưa rõ là nó có thực sự trái với những gì đã diễn ra trước đó hay không, vì mình cũng mới xem qua một lần. Cái kết có thật sự logic hay không thì mình sẽ bàn ở một video khác. Nhưng rõ ràng một điều là mình hoàn toàn cảm thấy rất phê sau khi xem xong The Call, dù cái kết có thế nào. Một yếu tố thành công khác không thể không nhắc đến đó là màn trình diễn xuất sắc của cả hai diễn viên chính. Sau hai tác phẩm Alive và The Call thì mình không còn nghi ngại gì nữa về thực lực của Park Shin-hye. Với đôi mắt biết nói cùng gương mặt đượm buồn, nữ diễn viên gần như không gặp bất kể sự khó khăn nào để thể hiện một nhân vật đầy nội tâm như Seo-yeon. Có thể nói Park Shin-hye không cần diễn cũng đã đủ thể hiện trạng thái buồn của nhân vật này. Bên cạnh đó, các phân đoạn cảm xúc để lấy nước mắt của người xem thì cô cũng đã làm rất tốt. Tuy mình không khóc vì đối với mình điều đó vẫn chưa đủ, nhưng chắc chắn nhiều bạn sẽ trái ngược với mình do những cảnh quay này vừa ý nghĩa lại vừa xúc động. Phản diện Yeon-suk cũng được Jeong Seo-jun hóa thân không thể nào chê được. Xét về nhân vật thì mình đánh giá Yeon-suk khó hóa thân hơn,
Vì ban đầu vai diễn này cần đem lại sự đáng thương, đồng cảm ở người xem, nhưng về sau thì phải đem lại sự ám ảnh, điên cuồng. Và John Seo-jun đã làm rất tốt ở cả hai khía cạnh này. Kỹ xảo và âm thanh của phim cũng được thực hiện khá tốt. Về mặt hình ảnh thì đây là lần đầu tiên mình được chứng kiến hiệu ứng du hành thời gian khi một nhân vật thay đổi quá khứ mà ảnh hưởng đến tương lai. Có rất nhiều tác phẩm về du hành thời gian nhưng mình chưa bao giờ được chứng kiến sự thay đổi về không thời gian. Đa phần đều bị các đạo diễn cắt bỏ bằng việc chuyển cảnh. Chính sự thêm thắt theo mình là khá mới mẻ này khiến bộ phim rất thú vị, góp phần tạo sự kịch tính. Về âm thanh thì phim đã thể hiện rất tốt trong toàn bộ thời lượng phim, tạo được sự dồn dập, kịch tính. Nhưng có một cảnh mà mình chưa thực sự thích lắm vì có vẻ nó đang bị lạc tông, không ăn khớp với những diễn biến tại lúc đó. Tóm lại, The Call là tác phẩm cực kỳ đáng xem và bạn không nên bỏ qua. Bộ phim này có nhiều hơn một lý do để bạn lựa chọn, như nội dung hay, diễn xuất đỉnh và tính nhân văn của câu chuyện. Đó là cảm nhận cá nhân của mình, còn bạn thì sao? Mình là Nghiện Phim và hẹn các bạn trong các bộ phim lần sau. Chúc các bạn xem phim vui vẻ.